Bất ngờ và hài lòng là cảm nhận của nhiều người dân địa phương cũng như du khách đến với thành phố Vũng Tàu vào ngày 30 tháng 4, khi tất cả các tuyến giao thông ở phố biển dù mật độ giao thông cao vẫn luôn thông thoáng. Trên một số tuyến đường tập trung các khu du lịch như Hoàng Hoa Thám, Thùy Vân, Hạ Long, Quang Trung, Trần Phú, không có cảnh phương tiện phải chật vật nhất từng chút một như những kỳ nghỉ trước. Lực lượng cảnh sát giao thông của thành phố đã được huy động tối đa để tuần lưu liên tục, hướng dẫn phương tiện không đổ dừng trên các tuyến đường, đưa xe về các bãi đậu xe tạm mà thành phố đã bố trí. Hai chỗ cổ đồng đầu đường Hoa Thám chính chuyển ngay, đường Hoa Thám hiện nay đang cấm đầu hai bên. Đề nghị tất cả các tài xế đầu đường Hoa Thám chính chuyển. Nhắc lại, đề nghị tất cả các tài xế xe ô tô đầu ở đường Hoa Thám chính chuyển. 54B 9935 ra vị trí đầu xe để làm việc. Nhắc lại, đề nghị tài xế xe ô tô biển số 54B 9935 đó vì đi đâu sẽ để làm việc. Chính điều khóa nãy em nói với shop bên này, em qua em nói shop bên kia mà. Di chuyển giờ bãi đi nhá. Anh cố tình như vậy để chúng tôi phải sửa bao kiểm tra giấy tờ như thế này. Có thế này này. Hôm nay ấy ngày lễ 34 biển báo cấm đầu đâu đám cấm rồi nhá, cấm đầu hết nhá. Thì anh chấp hành tốt đầu dơ xe vào bài đầu xe của thành phố nhá, hoặc là quản bỏ bài đầu xe ra đi vào bài đầu xe của quán. Lần này lần đầu tôi nhắc nhở cho anh đấy. Lực lượng chức năng của các phường cũng được huy động để hướng dẫn du khách vào các bãi đậu xe tạm trên địa bàn phường. Trên địa bàn phường có một số cái bãi xe tạm tận dụng các khu đất trống của nhà nước như bãi xe cái khu ngã ba Hoàng Hoa Thám, bãi xe 163 ngõ 6 và khu bãi xe tại chợ đêm Vũng Tàu, chợ du lịch cũ. Phường cũng đã tận dụng, đã triển khai được cái bãi xe và hiện tại đã cử lực lượng để trông giữ để phục vụ khách du lịch. Và tại ba tuyến đường, các tuyến đường khu vực của bãi sau đường Phó Đức Chính, Phan Văn Trị, La Văn Cầu thì lực lượng của phường đã cử các tổ cán bộ gồm công an, bảo vệ dân phố, lực lượng dân quân chốt trực tại ba tuyến đầu đường để đảm bảo an ninh rồi trật tự, rồi hướng dẫn cho du khách cái vấn đề xe cộ. Cấm phương tiện dừng đỗ trên một số tuyến đường trọng điểm đã giải quyết được bài toán ùn tắc giao thông nghiêm trọng đã xảy ra lâu nay. Đường phố không còn bị chến chỗ vì xe dừng đỗ, việc lưu thông của phương tiện thuận lợi hơn nhiều. Hải Đăng một trong những điểm đến được du khách yêu thích, nhưng để đến được đây không dễ. Đường lên Hải Đăng luôn kẹt xe kỳ nghỉ cuối tuần, dịp lễ 30 tháng 4 năm 2022, với giải pháp cấm phương tiện ô tô lưu thông, tình trạng tắc đường không xảy ra. Dự kiến đón từ 250.000 đến 300.000 lượt khách để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông cho du khách và người dân địa phương dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Thành phố Vũng Tàu huy động tất cả lực lượng trong hệ thống chính trị cùng thực hiện nhiệm vụ này.